Phu nhân đâu? Phu quân. Phu nhân. Phu quân. Phu nhân, cả nước Yên Ưa ta đã trở về đây, chiến tích lừng danh bao trận thắng oai hùng. Chúc phận thân ấy thì xin mừng đại dương yêu dấu, may mắn cho người nương tựa dưới bóng cây. Đến bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày một hai. Anh hùng mới biết anh hùng là đây. Nàng nhớ chăng những lời nói hôm nào, rằng xem phong đã cam lòng ấy chưa? Phu quân, ân nghĩa của phu quân. Phu nhân đừng nói hoài câu ân nghĩa. Nàng nhớ mong là niềm hiểm phúc lớn cho ta. Bấy lâu nay dùng dãy khắp sơn hà, chôn chẳng mỏi gối đông dễ tìm chi kỳ. Phu quân có thấu chăng, vào những lúc bình minh lố vàng, nhìn bầu trời xanh lòng lòng áng mây trôi, trên cành xanh đôi chim nhỏ tự tình tiếp bận thấy thẹn cho mình biết bao. Trong cánh đời cô đơn sao thiếp không có cuộc đời ấm êm như bao cô gái xây mộng đẹp gia đình. Thiếp đâu có tội tình sao bóng chốc cuộc đời điêu linh. Ta rất hiểu phu nhân, ta cũng ước mơ có cuộc sống đem sức trai xây đắp cho quê nhà, nhưng cuộc đời đã đổi trắng thay đen. Thử hỏi trên khắp cả gian sang, có ai được sống yên lành? Toại nguyện mơ ước của mình là bởi trên đầu đè nặng án mây đen. Quá đúng như lời vàng mới vân qua, làm cho rõ mặt phi thường. Bây giờ ta sẽ rước nàng nghi danh. Hai lời hẹn lúc chia tay, ta trở về đây đón
với nàng chứa chan tình tha thiết. Giữa chiến trận cận kề sống chết, mỗi nhát gương chém dặn qua tình nàng trong từng thớ thịt đường gân. Rồi những đêm gác kiếm tựa lưng, nhờ chiến mã ru hồn trong chốc lát. Hình ảnh nàng chập chờn ấn hiện, ta thấy làng mi ai ước đẫm lệ mong chờ. Đành lòng chờ đợi ít lâu, chắc là chỉ một năm sau. Tội gì phu nhân ơi, ta sẽ lao khô dòng lệ tuổi hờn cho người mà ta hết dạ yêu. Phu nhân, ta thề sẽ bên nàng mãi mãi. Phu quân, chàng ơi, xin nhớ lấy lời. Ta xin thề qua đất trời như ngươi. Thì triều đình này ắt sẽ vững mạnh tới ngàn năm. Trên có đức vua cùng văn võ ba quan, dưới có cả một rừng người trung quân cúc cung tận tụy. Dạ bẩm đại nhân, cho nên từ hạ nha, dù có binh hùng tướng mạnh đến cỡ nào, chúng vừa đồ bay pha chúng ta thì trước hay sau cũng sẽ bị lộn nhào. Bấy lâu nay Từ Hải làm đảo điên thiên hạ là giặc cỏ, nhưng có sức mạnh như thần, hắn được dân yêu mến hết lòng. Binh ngũ điện trùng thánh hoàng hết giả lo âu, hạ quan được tin bệ hạ đưa tiễn đại nhân đi dẹp loạn. Phải, ta được lệnh vua trao cho toàn quyền. Đức vua tin cẩn đại nhân cầm quân có việc cõi ngoài, tổng đốc là người có một không hai. Người cầm binh cần biết sức của địch của ta cho rõ. Từ Hải là tên giặc cỏ ta chớ coi thường. Ta đem đại binh hùng chỉ một trận là xong, tổng đốc chưa quá lo phần lương thảo tôi đã sẵn sàng. Đẹp đại binh tiến công. Dạ không thể lượng, vì Từ Hải là tên giặc mạnh, muốn thắng Từ Hải ta phải dùng mưu trước. Vì Từ Hải có sức mà chẳng có cái lượng. Thưa đại quan, tôi xin cố ý mạo muội như thế này, Từ Hải đang mạnh vì hắn đã được lòng dân. Cách đánh của ta là sử dụng Thúy Kiều, là phu nhân của Từ Hải rất thương yêu. Thúy Kiều, Thúy Kiều là ai? Liệu con đàn bà ấy có giúp ích gì được cho ta? Thưa đại nhân, Thúy Kiều là một ả lầu xanh, Từ Hải yêu thương đem bạc vàng chuột về làm vợ. Sắc đẹp của Kiều Nhiên thành đổ nước, có phải Thúy Không Quan viện? Dạ đúng vậy, đúng vậy. Dạ ôi, làng Tú Thủy nét xuân sơn, quá ghen thua tấm liễu hồng kém xanh. Thông minh vốn sẵn tính trời, hoa nghề tí hoa ngủ âm,
mày như vậy mà lại là một đứa con vô cùng chí hiếu thương cha mẹ hết lòng. Gặp cơn gia biên đã tự bán mình lấy tiền chuộc cha thoát khỏi can qua riêng mình chịu xót xa. Và quả đúng vậy, để đại nhân tường tận xin kế đó đầu đuôi sự việc xảy ra. Đúng đó Nguy Hiếm. Dạ ông biết nhiều vậy kêu. Dạ hãy kể đi, kể cho đại nhân nghe đi, kể dạ. Đi dạ dạ thưa đại nhân. Dạ hạ quan sẽ kể. Dạ chuyện xảy ra là như thế này. Ông là kẻ có tội. Tôi có tội tình chi mà đại quan xuống lệnh tôi cả hai tay như là một kẻ tội nhân. Ta là quan trên không bao giờ bắt người vô tội. Đừng chối cãi làm chi, quan ức gì hãy về chốn công môn. Từ trước tới giờ tôi luôn luôn giữ tròn bổn phận làm dân, không làm điều gì vô đạo bất nhân. Cuối xin đại nhân người hãy suy xét lại, kéo cô cho người nhai phải chịu cảnh hàm quan. Thôi quan ức gì sau này sẽ biết. Đi đâu à, giải lão già này đi. Không không cha, các người không được ý thế nhà quan mà dỡ thôi ngang tàn. Giữa bạch nhật thanh thiên sao lại bắt người vô cớ. Nếu cha tôi là người gây nên tội thì tội ấy là tội gì, hãy đưa bằng chứng ra đây. Bằng chứng à? Được. Bế đâu? Dạ. Tôi thằng này lại cho ta. Con tôi có tội gì chứ? Anh Quang. Dương Quang. Cha con tôi tội gì chứ? Này, mày muốn xem bằng chứng à? Tao sẽ cho mày xem bằng chứng. Bế đâu? Dạ. Đưa gã bán tơ vào đây. Quang. Này. Dạ. Hãy xem coi lão già này biết có biết không? Dạ bẩm quan, dạ con có biết à. Biết à? Dạ. Tốt lắm. Này, biết thì hãy khai đi. Dạ. Hãy nói cho thật, nhiều vàng dôi, đừng có trách ta. Dạ dạ. Dạ bẩm quan, dạ con xin khai thật à. Dạ thưa quan. Sao? Câu chuyện nó như thế này là quan à. Ừ? Dạ tại vì con quá nghèo quá khổ cho nên con mới dám phạm tới lão già này tồn trữ đầu gian. Dạ đây là lần đầu tiên xin quan trên suy xét à. Ai chủ mưu? Dạ. Ai xúi dục, ai đồng lõa? Ngồi đi, nói đi, ta sẽ nhẹ tội cho. Dạ 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 bẩm quan. Dạ. Ở đây nè nó hay. Dạ. Nghe không? Dạ. Ai xúi dục mày? Dạ. Ai chủ mưu? Hãy thành thật khai rồi quan tha cho ngươi. Dạ, dạ 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 trăm lại quan, ngàn lại quan tha tội cho dùm quan ơi. Dạ 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 thưa quan xin khai thiệt. Dạ 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 đúng rồi, dạ chính lão già này xúi con gây nên tội đó quan. Hả? Dạ chính lão già đó đó. Trời ơi, còn nỗi quan ức nào hơn nỗi quan ức này không hở trời. Tên vô lại kia, ta nhận đi không thù quan, tại sao bị vô quan giáo quả cho ta chứ? Đâu có vô quan giáo quả. Dạ dạ nè nè ông ơi, mù mù chúng ta đã bại lộ, ông nên cúi đầu mà nhận tội. Ông đừng bày trò lạ mặt mà làm chi, con đã khai rõ ràng mọi lẽ, ông cũng nên phú nhận cho rồi. Đừng ham hồ, ai quen biết ta tội gì, đừng nên vu khống. Tất cả tư trang đồ đạc thì trộm cắp được, mày giấu ở đâu? Dạ dạ bẩm quan, con giấu hết ở nhà này á quan à. Giấu nhà này à? Dạ. Mẹ đâu? Dạ lúc xuất. Không. Ê dạ bẩm quan, xin quan hãy lượng trời soi xét, nhà này làm gì có chứa đồ gian. Có không rồi sẽ biết. Tụi mày đâu? Dạ để lên. Đây dạ bẩm quan, con này nè. Ờ dạ bẩm quan, con này. Cái gì đây? Trời ơi. Ê, bày, của tao. Dạ bẩm quan, đây là tư trang của chị em tôi, xin quan. Thế là quan. Tất cả đồ đạc cho
nhà này đều là của Giang. Không quan. Tất thu hết đem về quyện đường cho ta. Đi đi. Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan. Xin quan hãy rộng lượng xót thương. Chồng tôi là người ngay thẳng hiền lương. Tên kia. Tại vì công thúc quán. Tại sao mi hãm hại ta chứ? Đâu có vu oan giáo họa gì đâu. Nè, của cái vàng bạc mày trộm cắp mày giấu ở đâu? Nói. Dạ. Giấu ở đâu phải nói. Dạ bẩm quan, nãy con khai các quan nghe hết trơn rồi mà. Đâu đâu. Dạ con giấu nhà này hết trơn rồi. Trời ơi. Thôi. Bằng chứng đã nói rằng không còn gì chối nữa cả. Dạ không. Đây đâu. Dạ. Giả lão già này về quyện đường cho ta. Dạ. 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 Chị Kiều. Chị ơi, cha bị hàm quan. Cha. Con. Tôi. Đại quan. Tôi. Đại nhân. Tôi xin đại nhân hãy thưa lại cho quan lớn mà tha tội cho cha và em của tôi. Thấy hoàn cảnh chú thơ thì lão cũng tội nghiệp lắm. Được rồi, để lão xin với đại quan xem sao nghe không. Chuyện gì nói chung lão gia. Dạ bấm đại quan. Nè, đại quan đã chấp thuận lời cầu xin của lão rồi. Dư ngoại và công tử sẽ được tha về với một điều kiện là. Điều kiện? Dạ thưa, điều kiện như thế nào thưa lão quan? Một điều kiện là nạp cho đại quan 300 lạng bạc. Hả? 300 lạng? Làm sao tiểu sử có số tiền to tát ấy? Nếu không thì dư ngoại và công tử sẽ chịu cực hình tra tấn. Mấy đâu? Dạ. Tra tấn không? Đại quan. Mẹ. Trời ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Anh gì? Không. Vậy thì tiểu thơ hãy bằng lòng đi. Nhưng làm sao tôi có được số tiền 300 lạng? Cái đó tùy tiểu thơ. Tiểu thơ còn có cái đáng giá ngàn vàng nữa. Bao hết gia sản này cũng không quá lấy 100. Làm sao tôi có được số tiền 300 lạng? Đại quan, xin đại quan hãy thưa lại với đại nhân. Tôi nói tiểu thơ nghe, 300 lạng bạc có phải đại quan hưởng một mình đâu. Đại quan còn phải đưa lên cấp trên rồi mới chia tả chứ hữu nữa. Tiểu thơ à, với nhan sắc của tiểu thơ, với tài cầm kỳ thi họa của tiểu thơ thì tiểu thơ kiếm được cả khối vàng, không chỉ có 300 lạng bạc. Dạ, ý đại nhân muốn nói. Tiểu thơ có biết không, có biết bao nhiêu gã công tử sẵn sàng bỏ tiền qua cửa sổ để chỉ cần một đêm vui thôi. Thì tiểu thơ lo gì không kiếm được 300 lạng bạc mà cứu mạng cho cha và cho em mình. Tôi không thể. Không thể à? Không thể, tôi không cách nào cứu tiểu thơ được đâu. Chung lão chưa? Dạ. Trong 7 ngày nữa mà tiểu thơ không nạp đủ số 300 lạng bạc, dạ, thì sanh mạng của viên ngoại cùng công tử sẽ bị khảo tra và gông xiềng trong ngục tối. Đi 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 mẹ đi 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 đ
thì phải đành cam lỗi cơ thể ước với bạn tâm đồng. Trước trên người thân bị đòn roi tra tấn, ai chẳng nghĩ đã cuộc lang đồng sao cho cốt nhục vẹn toàn trong khi ngộ biến cùng tiền biên cao chuyên ngồi ngủ đứng ngủ đau mất tình mất yêu mất màu đơn sao? Tiểu thư nghĩ như thế nào? Hãy trả lời lẹ lẹ đi. Đi. Dạ. Khoan. Tiên nữ. Tiên nữ bằng lòng. Nàng đâu rồi? Nàng đâu? Nè, mụ hãy vào trong mời nàng ra đi. Nếu đúng là mỹ nhân thì ta sẵn sàng chi. Đâu có dễ như vậy được. Ừ? Mụ còn kén cái gì? Phần của tôi tiên sinh chưa có tính đó. Nè, mụ à, đây đâu có phải là lần đầu tiên ta làm ăn với mụ đâu mà mụ sợ tôi quýnh không mụ. Tiên sinh nè, tôi nói cho tiên sinh nghe nha. Vụ nào ra vụ nấy, mình phải tính toán với nhau cho rõ ràng phân minh. Phân minh? Phân minh? Nghe sao? Sao lại không phân minh? Công của tôi ngài định trả bao nhiêu? Đây là một giai nhân tuyệt sắc, tài cầm kỳ thi quả chẳng tiếng ai. Chắc chắn ngài sẽ không sai. Nè, tôi thấy sướng cho bà 50 lạng vàng con mua được mỹ nhân. Trời đất ơi, sao mà ngài trả rẻ mạt vậy? Rẻ? Phần của tôi hả, 100 lạng chẳng. Dữ vậy? Bởi kiều nước đáng giá ngàn vàng. Vì gặp cảnh tai ngang nên nó thành là phải bán mình chứ không phải hạng thành người. Vốn con nhà thế tiện trăm anh. Nè, nếu đúng như là những lời ca ngợi của bà thì tôi dứt giá là nhiều, thưởng cho bà 60 bà nhiễm chưa? Sao? 60 còn không có đủ tôi trả tiền đi xe nữa. Nếu không đủ 100 lạng á thì mời tiên sinh đi chơi chỗ khác. Trời đất ơi, muốn nóng quá, từ từ tôi nói, bây giờ nãy 60 phải không? Bây giờ 65. Vậy? 70. Không, tôi nói thiệt với tiên sinh nha, tiên sinh cũng thừa biết là tôi quen biết rất nhiều nơi, nhưng mà họ không có kẹo như tiên sinh đâu. Nếu tiên sinh trả như vậy hả thì ở đó chơi đi, tôi tìm mối khác. Mụ ơi, mụ nè, nghe tôi nói nè, mình nói cái gì nữa bây giờ nè, 75 được không? 75 không chứ. Trời ơi, mụ, 75 lạng là chẳng thấy sung sướng như ai thò tay vô bụng dò xe gian mốt nát cái hồ bao mà tôi cất dấu tận trong lòng. 100 còn chưa ứng thì 75 có nhận lời. Ừ thì cái vụ này cũng biết không có lần đổ gì được bao nhiêu, mà cứ bị bà nó nặng nó nhẹ thì cũng tức ghê vậy. Nè, tôi nói cho tiên sinh nghe nè, nếu tiên sinh chê mắt thì tôi đi tìm mối khác. Tôi bà thôi thì chức gia tán mới không thể không mất, đây là công thấy. Nói thiệt với ngài là thiếu một cắt tôi không chịu nữa. Ủa, nghe nói nè. Sao?
Thà tiền đầu món ăn không đầu. Một giai nhân tuyệt sắc. Nè, muốn nói như vậy thì ta tin rồi. Nhưng cái quan trọng là... Là cái gì? Tôi muốn nói với mụ là... Cái đó đó. Tôi biết rồi. Tổng phòng trình. À, đó, 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 đó. Cái đó còn không? Tôi bảo đảm với ngài con nhà danh giá đàng hoàng mà. À. Miêu mình... Chưa hết trơn đó tim bác. Vô kêu nàng ra đi, ta có được, ta chê cho. Đâu có đâu, đâu có được. Tiên, đàng hoàng. Trời ơi, khổ quá, đi vô. Tôi nói bây giờ tiên sinh ha. Ừ. Tiên sinh ngồi xuống đây, xin chào đi. Vô kêu nàng. Cô vô, tôi mời nàng ra. Ờ, mời nàng ra cho ta. Nhưng mà tiên sinh ơi. Sao? Tôi nói cho tiên sinh nghe nha. Mỹ nhân á, vì gặp cảnh ngặt nghèo, cho nên mới chịu lời dụ dỗ mua bán của tôi. Tiên sinh nên nhã nhặn một chút, nếu không thì hỏng gì hết. Nè, mụ yên tâm, đó là nghề của ta. Đi vô trong. Tiên sinh ngồi đây cho ta, khỏi lo. Kiều ơi, ra đi em, thằng đã tới rồi, ra đi em. Một nhan sắc tuyệt trần với một tâm văn trinh. Thầy bói nói số của ta mà đỏ lắm. Tiên sinh ơi, Kiều đã ra tới rồi. Kiều đó hả? Ôi, Kiều. Kiều ơi, Kiều ở đâu? Giỡn hoài, Kiều ở đâu? Đâu có, tại vì tiên sinh nôn nóng quá. Trời đất ơi, không nôn sao được. Kêu Kiều ra đây cho ta. Dạ, tiện nữ xin ra mắt tiên đâu sao bẩn à, cầm lấy đi. Rồi cụ sao có nhiêu đây vậy? Nãy hẹn hứa tới hai miếng mà sao giờ có một miếng một à? Phải không? Cứ sao quên làm miếng đâu đủ đâu 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 xong chưa tiếp tục. Dạ, tiện nữ làm dưỡng thiết điều ra mắt tiên sinh. Kiều em, đã từ lâu ta nghe tiếng, nay mới được hân hạnh đến. Gần trang tuyệt sắc gia nhân, được ngắm tận dùng nhà, ôi cô chỉ xuống nhà bằng. Thành để cho
có nàng chở che giống cô. Nàng hãy yên tâm, ta đây xin hứa giữ gìn cho thanh đoàn đường. Đúng là phẩm tiên rơi xuống tai thả, thả vinh cảnh quý cho can sự đạo. Thiều thuyền theo lái, gái theo chồng. Hãy đến đây nha, hãy đến đây. Sao tự nhiên mắt hoa kỳ quá tiên sinh? Khóa đám phải không? Nè. Không có khóa đám gì đâu. Đúng là một nhan sắc tuyệt trần. Trời đất, tôi cũng bảo đảm với nhà rồi mà. Tiền đi. Hồi nãy mụ nói là bao nhiêu? 700. Cái gì 700? Hay, đúng rồi, 700. Bây giờ nè, 350. Không, dứt giá 700. 400. Không. Không giờ dứt giá với bạn bằng chót này. 450, cầm lấy. 450 à, có tiền thưởng công đâu đó. Tôi nói cho ngài nghe nha, tại vì ngài quen biết tôi mới lấy giá này cho người khác, tôi lấy cao lắm rồi. Con ngài nghe nha. Rồi vậy thì được. Giờ sao? Giờ ngài đưa danh thiếp đây. Danh thiếp có đây. Có chưa? Ta giám sinh họ Mã. Giám sinh họ Mã. Họ Mã là họ ngựa phải không tiên sinh? Ngựa hả? Ngựa mà đi ngựa trời. Nè kìa, bây giờ em hãy dẫn lễ vật này coi như là lời đính ước đó nghe không? Mã tiên sinh. Tạm biệt nàng, ba hôm nữa ta sẽ mang xin lễ đến chỗ nàng. Xong việc rồi thì cũng về luôn. Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan. Tuy Kiều, nàng đừng đến gần. Tất lòng trăm năm tạc một chữ đồng đơn sơ, sẵn tay căng gấm hoạt quỳ với cành thoái, tức thì đã lòng ai để lạnh lùng mà.
trong khuya tiếng nàng nghe còn vang vang. Lòng ta chua xót quá. Kim Lan đã nguyện hai chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ngôn cầm truyền. Kim Lan Thúy Kiều ơi, người xưa vẫn còn đây mà nàng lại nỡ cho ta đêm ngày thương nhớ hoài, giống buổi đoàn viên sẽ thắm soi ta hồng. Kim Lan xin chàng hãy yêu cho em và cạnh nó cụ tan lòng. Ta làm sao hiểu được trời liễu dương cách giờ khi ta lần bước quay về thì bóng hình nàng ẩn khuất đâu xa. Ta chỉ còn thấy trước gió một cánh hoa tàn héo rồi. Ta đâu biết rằng gia cảnh nàng cũng khổ, chỉ biết rằng nàng đã bỏ ta mà đi xây nghi mộng nghe chốn gian
Còn biết liều thân khi gặp ngộ biến gia đình. Lẽ đâu ngày nay con chẳng dám liều thân. Thà rằng liều một thân con, qua dù ra cánh lá còn xanh cây, phần sau đành về cùng về. Con chịu hy sinh đau đớn lắm trời ơi, đau đớn lắm, ôi hỡi cao xanh.
nên vào trong an nghỉ. Em chưa có sai đâu, em biết hết rồi. Chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi là người ta đã dẫn chị đi rồi. Dương Quang, chị Kiều, chị ơi, chị hãy ở lại đây, ngồi lại đây với em một chút đi chị. Em thương chị nhiều lắm chị Kiều. Thương chị thì em phải ráng học hành đỗ đạt để sau này giúp đỡ mẹ cha. Cả nhà giờ chỉ còn trông cậy mình em. Chị ơi, nghe chị nói mà lòng em càng thêm đau xót. Cơn tai biến vừa qua, nếu chị không liều thân cứu cha và em thoát khỏi dòng lao ly, thì chắc giờ đây thân em và cha đã nát tan bởi bàn tay của bọn sát nhân trong ngục tối không xiên. Gặp nhiều trắc trở, thương thân chỉ tan ngày cô đơn lạnh lẽo chốn lạ, người ta vẫn quẻ Dương Quang. Chị, sáng mai chị. Sao chị lại
Chị ơi, con chính là lúc chị em ta sắp phải chia tay mỗi kẻ một phương trời. Gái
12 bên nước, sao dò biết nước bên nào nước đúng bên nào đâu. Trên chiếc bắc giữa dòng, biết đâu sấm sét bão bất kỳ. Lời con dặn lại một dấu một thơ lên kiệu. Con ơi, chị ơi, lên đồ. Con, mẹ. Bà. Mười mấy năm cách biệt.
mai mối. Nhìn bề ngoài thì chúng nó lương thiện đàng hoàng, nhưng mà bên trong đó hả, nó còn thua xa cái nghề này nữa con à. Tại vì con làm gì thì con chỉ buôn bán thân con, làm thiệt cho cái thân của mình. Còn cái bọn đó đó hả, nó vì lợi ích của bản thân sẵn sàng buôn bán mánh mốn để hại dân hại nước. Con ơi, nếu mà không có cái bọn đó thì làm sao mẹ có thể làm chủ Lầu Xanh để rồi bây giờ mẹ đón con vào lầu hai của mẹ? Không, không. Tại sao vậy hả con à? Con ơi, học lấy nằm lòng dằn ngoài bấy chữ dằn trong bữa nay có một em mới mòn lắm. Mòn lắm hả má? Ừ, em này đó hả, mê thua nước tóc mà tuyết nhiều màu. Trời ơi, trời ơi. Tao trước nghe. Ê, khoan khoan, khoan khoan. Nhưng mà nó hơi cao giá à nghe. Bao nhiêu cũng được má. Từ từ rồi, em nào cũng có. Đừng có la ó, em có em không. Dạ, dạ. Nghe không, ra đi. Má, tiền. Đã tiền hả? Tiền hả má? Sao? Dạ tiền, tiền đây. Vô trước. Dạ. Có tiền vô trước. Dạ, vô trước. Em đưa tiền sau, vô trước sau. Đẹp, đẹp quá. Dạ, dạ đây. Ôi da, má ơi. Trời ơi. Gì vậy? Bị tát rồi má. Sao mày, vậy? Dạ, bị... Trời đất ơi, sao dở dạ. Em vô. Để con, tao cho. Quay trời. Ủa kìa, Kiều vô với anh. Kiều ơi, Kiều. Kiều ơi, Kiều. Vô với anh em ơi. Kiều ơi, Kiều. À, trời ơi. Má ơi, dạ. Má ơi. Sao vậy, sao chết vậy? Con rồi má ơi. Trời ơi, sao vậy con? Cái đầu con bên rồi má ơi, sửa lại giùm con má. Ê, trời ơi, bên đây nha má ơi. Trời đất ơi, bên đây nữa. Đây vô, đây vô. Trời đất ơi, sao mà dữ vậy? Hay biết gì đâu mà vô mới đưa mặt vô ngay cái bốt rồi má ơi. Được, trả tiền ơi, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Nhột, từ từ rồi tôi tính làm gì mà dữ vậy, không biết là biết người đấy. Thiệt à. Sao mày, biểu mày lẹ lên mày. Bộ mày tính giỡn mặt với tao đó hả? Tao bỏ tiền ra tao mua mày về rồi, bây giờ mày giỡn mặt không tiếc khách không? Không hả? Giờ mày có chịu tiếc khách không mày? Tiếc khách không? Tiếc khách. À, mày giỡn mặt với bà đúng không? Tiếc khách chưa? Hả? Tiếc không? Tiếc không? Nhẹ nhẹ má. Tiếc không? Nhẹ nhẹ má ơi. Tiếc không? Tiếc không? Má ơi. Thôi, thôi, má ơi. Thôi má ơi. Được rồi má ơi. Vô. Được rồi má ơi. Dừng lại. Kìa. Mày đây. Mầm đông
đã đưa Thúy Kiều ra khỏi lòng sanh, từ một cô gái bán phấn buôn hương Kiều trở thành bà lớn. Trước kia nàng dám xem nhẹ chữ tình để tròn chữ hiếu, thì nay Kiều cũng sẽ dám buông chữ nghĩa để chẹn chữ trung. Thưa đại nhân, ta có món quà nhỏ để dâng lên chắc Kiều nương nàng. Ngươi làm đến chi huyện ắt lào thông kinh sự. Dạ. Vậy hãy nói lên một câu về đạo quân thần. Dạ bẩm đại nhân, đạo quân thần con vẫn nằm lòng. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Thôi, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Dạ. Là dạ đúng. Mưa bão chết mà không chết là bất trung có phải? Dạ đúng, dạ đúng. Ta dạ. Tổng đốc đại thần dạ. Thái mặt vua nơi biên hải dạ. Ra lệnh cho ngươi phải chết. Dạ. Trở lại đại nhân, trở lại đại nhân. Dạ con có tội tình gì? Con có tội tình gì? Con vô tội đại nhân. Nhà ngươi không có tội. Dạ. Nhưng ta muốn cho ngươi có tội là có tội. Vì ta đang cần thủ cấp của ngươi. Cao khổ quân. Đại nhân ơi, con vô tội. Con vô tội đại nhân ơi. Đại nhân. Đại nhân. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng mà tại vì ông nói ông là người nhà của đại dương phu nhân, mang tin từ gia đình đến, nên tôi đưa ông đến Tư Dinh để gặp phu nhân. Nè, nhưng nếu ông gian dối, chỉ cần một tiếng hô to thì cái đầu cũng có yên đâu. Thưa, tôi xin bảo đảm đây là sự thật, không gì gian dối. Được, tôi tin ông. Ông là ai? Thưa phu nhân, tôi chính là sứ giả của triều đình. Kiều công đại sư đã thành ý nguyện, thì phu nhân cho tôi được gặp riêng người trong chốc lát. Thì ra nhà người dám tỏ gan lớn mật, giả dạng vào chuộn Vinh Trung, tội đáng kiếp đầu. Dạ. Thưa phu nhân, tôi dân lĩnh triều đình vượt núi cao rừng sâu hiểm trở, liều mạng đến đây để làm tròn sứ mạng hòa giải. Phu nhân ơi, người là đứng anh minh vào lòng nhân ai qua ánh mắt của người nói lên đức độ hiền nhân. Tôi nên đi vì nghĩa cả của vùng giáng sanh linh, lẽ nào người quân tử lại đưa tôi vào cõi chết. Lạ lắm, qua lời nói nhà ngươi tỏ ra là người có nghĩa khí, lòng tin của ngươi đã nói lên cái chính nghĩa của đại dương ta. Cũng vì chính nghĩa đó mà đại dương ta sẽ không bao giờ ưng thuận. Người duy nhất có thể
đồng thẳng tay trừng trị đám phán quan ngu lại. Người chỉ mong sao cho non sông liền một giây, cho phu nhân khỏi buồn vì thương nhớ con. Phu nhân, phu nhân ơi, Hồ đại nhân chỉ một lòng vì nước vì dân. Nhà ngươi, nhà ngươi nói sao tôn miếng đại nhân? Đại vương ta nhất định người sẽ không bao giờ ứng thuận, nhà ngươi chớ có nhiều lời vô ích. Vì mà phu nhân vẫn tự hào cho mình là một đứa con chí hiếu. Dương âm, dương bà chắc hẳn thương nhớ phu nhân nhiều lắm, chắc cũng
đã mỗi một nhìn nỗi nhớ thương con. Muốn thăm con nhưng khổ một nỗi đường dạng dặm xa xôi. Hơn nữa thăm vợ của một lũa tắc triều đình không cho phép. Vì thương thân già nên hồ đại nhân còn có chút lòng nhân đạo cho xem người con gái có biết thương cha mẹ của mình hay không. Các người định làm gì? Nếu nàng vẫn khăng khăng từ chối thì quyết bắt sông thân phú nhân mà anh hả? Ai dám cấm cản được hồ tổng đốc đại nhân? Nhưng phu nhân ơi, đó chỉ là ngoài ý muốn. Chứ hồ tổng đốc người đâu nỡ làm như vậy. Ê, chẳng qua tổng đốc vì sự an bình của muôn dân thôi. Đã bán thân lấy tiền chuộc cha thoát khỏi tội tù tra tấn mà. Thôi im đi, nhà người im đi. Còn lần này vì sự an bình, vì trăm họ muôn dân, tội nghiệp thương cho trăm họ muôn dân mà không khuyên nhủ được chồng về cái triều đình để tránh nạn đau bên sau. Phu nhân sẽ sáng suốt thuyết phục được đại dương. Giờ xin phép. Địa trở về, hẳn phu quân đã mệt, tự tay thiếp pha trà dâng lên cho phu quân đó. Ta vô cùng cảm tạ phu nhân. Chỉ cần nhìn nàng là ta đã thấy mệt mỏi tiêu tan. Phu nhân, Hồ Tôn Hiến đang xua quân gây chiến, nhất định lần này hắn sẽ bỏ sát trong trận đồ bài sẵn của quân ta. Kìa phu nhân, sao phu nhân nét mặt chẳng được vui? Chắc có điều gì âu lo hay phật ý? Không, phu quân, thiếp có đôi điều muốn nói với phu quân, nhưng chỉ sợ làm chàng không đẹp dạ. Không, phu nhân ơi, những lời phu nhân nói đều là vàng ngọc. Phu nhân, nàng đừng e ngại, phu nhân muốn nói gì, nào, nói đi. Phu quân, nhận một lại này, coi như phu quân đã tha cho tội chứ. Cơ kìa, phu nhân, trời ơi, tại sao phu nhân lại làm vậy? Phu quân có biết chăng, vào những đêm đông giá rét, khi ấy thiếp còn nằm trong chăn êm nệm ấm, còn chàng cùng bá quân gối đất nằm sương. Thiếp xót xa lệ đẫm quyên mi, muốn khuyên phu quân gác thanh gươm, xếp lại chiến bào, cùng với thiếp về quê sống cuộc đời thanh đạm. Phu nhân, nhưng loài sâu mọt đâu để mình yên, chúng dơ vét để riêng mình tận hưởng, mặc cho người dân sống khổ sống đau. Miệng chúng được hầu non gái đẹp, cao lương mỹ vị, phè phận tâm thân, vì chúng nghĩ rằng đã làm quan phải là mẹ cha của thiên hạ. Vâng, thiếp biết. Thế nên phu quân dung kiếp vì nghĩa lớn, tạo bình yên cho sự sống dân lành. Còn thiếp là nạn nhân của lũ cứu diều,
từ một cô gái ngây thơ biến thành gái lầu xanh. Thiếp còn sống đây là nhờ từ tay của phu quân cứu vớt, nên thiếp thấy có lỗi khi tiếp sứ giả của triều đình. Sứ giả của triều đình? Dạ. Dạ kia là lấy chấp. Phu nhân, ta muốn hỏi phu nhân vậy chứ cứ sao nàng không đợi lệnh ta mà tự nhiên nhận vàng bạc của triều đình? Đó là lễ vật hầu mua chuộc ta đi tòng phục nhà vua. Ta đã quyết rồi, không bao giờ ưng thuận vì nghĩa cả của người. Ta căm ghét sự đời bất công của những bọn vua quan. Phu nhân, phu nhân sao không thường tận? Bạc vàng không mua được ý chí của ta. Xin chàng nghe thiếp phân quan những điều lo nghĩ bấy lâu. Đây chính là dân hội cho sinh linh thoát dòng hiểm qua kế tự phục căn qua bao nhiêu người thiệt mạng cháy thành sông máu lệ. Trong giao chiến sao tránh được người còn kẻ mất? Muốn có đỉnh vinh quang, ta phải biết hy sinh. Ta càng đứt ruột tim gan trước thống khổ của sanh linh vì họ mà ta không hề lùi bước. Thiếp đã rõ ý chí của chàng như ánh trăng thanh chiếu rọi, tấm lòng chàng như trời biển bao la, tình thương lương dân sâu đậm mặn mà. Nhưng trước vũ lực của triều đình, liệu chàng có đạt thành ý nguyện? Đổi trời đạp đất, một gánh non sông, ta chẳng sơn lòng. Chỉ ta đã quyết, khi ta đã trọn đời vì nghĩa lớn, trận sau cùng sẽ minh chứng tâm lòng trung. Thưa phu quân, điều sâu kín nằm trong lòng đất, dạ có người khó hiểu gấp vạn lần. Làm sao ngăn được miệng lưỡi của thế nhân? Họ ngờ dược phu quân động binh gì giết ngay vàng rực rỡ. Phu nhân, ai ai dám nghĩ quay về ta như vậy hả? Thưa phu quân, lòng dĩ kỷ đang trùm lên vũ trụ, được mấy ai toàn tâm lo cho gánh dốc sơn hà. Nhưng ta từ hai này thề không màng danh lợi, cũng không cần châu báu ngọc ngà. Ta quyết không dung cho những ai dám nghĩ quay về ta, nhất là những kẻ đã cùng ta chung chí hướng. Phu quân, nếu phu quân không quen nghe những lời thiếp nói, thì xin chàng cứ xuống mạnh lưỡi gươm. Còn kia nữa, nhận bạc vàng châu báu, một việc làm quen ố gương trong, khiến tướng sĩ ba quân chẳng nhẹn tấm lòng, thề sống chết với ta trong chiến trận. Quân pháp đã từ lâu nghiêm cấm tội của nàng. Phu quân, tội của nàng ta biết sự sau đây, thì xin chàng cứ xuống tay. Nhưng lễ vật này đâu phải là bạc vàng châu báu. Mà có lần thiếp đã kể cho chàng nghe, tổng đốc đại thần đã trừng trị bọn tham quan ô lại, người chỉ mong non sông nối liền một dải, mà thiếp buồn buồn dời dời nhớ cô hương. Phu nhân, phu quân, lòng này trời
này tha thiết, trước sau vẫn không phai mờ. Nhưng nước non đang cần anh hùng một lòng sông pha, xin dâng máu xương cho đời. Phu quân ơi, chàng là khách mài râu đứng đầu ngọn sông, một thanh gươm chém phăng kình ngạc xứng đáng là trang nam tử anh hùng. Phấn hồng nhan bé nhỏ, nào dám mong đổi ra giá trời để cứu thoát vạn sinh linh. Chỉ bằng chàng xếp giáo về với triều đình, chịu tiếng hàng thần phò vua giúp nước. Những gì bất công ta sẽ lựa lời trình tố, tránh quả đao binh bảy nguyện. Sao? Những gì bất công ta sẽ lựa lời trình tấu, tránh quả đao binh mà ý nguyện cũng đã thành à? Thiện ý cầu hòa là để cứu vớt vạn sinh linh, chàng vào chốn triều đình để loại trừ phường xu ninh. Phải, thiện ý cầu hòa là để cứu vớt vạn sinh linh, chàng vào chốn triều đình để loại trừ phường xu ninh. Phu quân ơi, chàng hãy bình tâm suy nghĩ lại, kéo giận hội hôm nay như bọt sông. Phu nhân, một tay ta đã dựng nên cơ đồ vững mạnh, bể xó sông Ngô tung hoành ngang dọc, về với triều đình phải chịu bó thân. Ta không thể ngồi yên, hàng thần lỡ lao phận mình ra đâu, áo xiêm buộc trôi lấy nhau, ra cuối vào luồng ô nhục. Riêng ta một cõi dọc ngang, sức mạnh này ai dám tranh đường, có khác gì hàng gió bay dương. Chọc trời phẩy nước giang lừng bốn phương, phóng trần mày một lưỡi gương, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Phu quân, phu quân ơi, lợi cho sanh linh thiếp được cản lời bày tỏ, và cái thuận cho chàng khi về triều đình thiếp cũng đã bày phấn. Điều sau này cũng là ý nguyện thiêng liêng, nếu thương thiếp xin chàng hãy suy xét kỳ. Bấy lâu nay thiếp buồn không xiết kể, cha mẹ đã già còn cách biệt đôi. Giải hòa mới vẹn cả đôi bên,
thanh quả cho sinh linh khỏi đầu rơi máu đồ. Thiếp mơ tưởng một ngày không xa nữa chính chàng sẽ đưa thiếp về thăm lại quê xưa. Ta suy nghĩ lại. Đừng, phu nhân, đừng. Nỗi khủng khiếp nhất trong đời của ta là khi thấy đôi mắt của nàng long lanh ngấn lệ. Đừng, đừng phu nhân. Phu nhân, đánh hay hòa phải hợp với lòng dân. Phu nhân, ta sẽ suy nghĩ. Bây giờ nàng hãy để một mình ta yên. Nàng hãy vào trong ngươi nghỉ đi. Phu nhân
thấy ta phụ nhân là tất cả. Lần đầu tiên trong đời ta không còn là ta. Chỉ cảm tạ phụ quân à, kính phụng đấng anh hùng à, đã vì sanh linh và vì yêu thương hiếp mà. Và bỗng nghe nuối tiếc làm sao một thuở đã tung quanh. Bởi sợ sông ngô từng ngang dọc dây dùng, hôm nay vì nàng tiếng dương thần ta đành chiều. Hồ tổn hiến đại nhân sẽ long trọng đô không may như thế. À, thôi, thiếp hiểu rồi. Có lẽ những lời chàng nói đã chứng tỏ rằng chàng đã yêu thiếp đắm say. Đúng. Cho nên dẫu xa một phút chàng cũng không an nhàn. Phải, nàng nói đúng lắm. Có lẽ vì ta quá yêu nàng cho nên ta không muốn xa nàng. À, phu nhân, hay là trước phút ra đi, ta muốn nghe nàng hát. Vì từ ngày gặp nàng cho đến nay ta chưa một lần nghe nàng hát. Chàng muốn nghe thiếp hát? Phải, hát đi. Hát đi hỡi người ngọc của ta. Vâng. Đòi một tài đành
bạc mệnh lại càng não nhân. Dính qua bỏ lúc phong trần, chữ tình ngày lại thêm xuống một ngày. Chàng ơi bạc mệnh phút này phổ vào đàn ấy, những ngày còn thơ. Phu quân, bài hát này buồn lắm, vì thiếp tự tay soạn nên trước lúc gặp chàng. Giờ là lúc vui tiễn chàng, thiếp nghĩ không nên hát. Hay là để vui khi đón chàng trở lại, thiếp sẽ soạn một bài gọi là Khúc Quan Ca. Khúc Quan Ca. À, cũng được. Nàng hãy nhớ, khi ta trở lại, nàng phải hát cho ta nghe nhé. Vâng, để mừng vui khi đón chàng trở lại, dù chàng không muốn nghe, thiếp vẫn xin được hát. Phu nhân, nàng hãy vào trong yên nghỉ, đã đến lúc ta chuẩn bị khai thành.
cùng ta nằm gai nếm mật. Trải bao phen sông chết lừng lây dân thủy chung. Giả nẻo sơn khê bóng dân chạp bên mình. Lưỡi kim sắc chọc thủng mang mấy loan máu đỏ. Thế mà hôm nay ta phải cam đành xa bầu, xa người bạn chung tình. Ta chở xót xa buồn. Ôi một viên tương quy danh, giờ đây ta có phải là ta? Sao lại một khối gian sang ra sức giấy dùng.
được một lần nghe. Hồn linh thiên chàng phải lại đây để nghe thiếp trội lên khúc nhạc sầu dinh biệt. Cao xanh ơi sao ông nở đỏ đài quang nghiệp, sao ông nở đàn tâm mà gieo khổ hạnh cho bao người đời ta. Người âm cảnh kẻ dương trần, bẩm tổng đốc, vợ tên tướng giặc Từ Hải đã tỉnh. Bảo với nàng kêu ra hầu rượu đại quán. Phan, không được vô phép. Trân trọng mời vợ tên tướng giặc đến đây chuốc rượu. Vợ tên tướng giặc mà được thống đốc đại quán mời. Ta vừa từ cõi chết trở về, màu tán tóc còn trùm đen thân xác, mấy trăng bồng bềnh bủa giăng non nước, còn ta một mình khăn tan cồn núi liền, giữa thiếp giới từ lại kiếp con người.
đồ hôm nay. Nàng Kiều, nàng Kiều ơi, ta xót thương cho hoàn cảnh của nàng. Chúng vẫn hồng gian mà gặp cơn binh cách, nên vương phải tay nàng. Nàng đã góp công hoàn thành mưu lược của ta. Sự thế giờ đây đã được dễ dàng. Nàng muốn xuất dưỡng, ta sẵn sàng chấp nhận. Cơ là đấng anh hùng trời giống em biết hơi dây dùng gì tính tôi nên đã nghe lời. Đem thân bách chiến về triều làm tôi. Ngỡ là phủ quý phủ vinh, ai ngờ mũ phúc với tam tành xương thịt. Trong việc này tôi là người có lỗi, nào dám khuyên chàng kéo khuyên lệ lấy làm công. Xét mình công ích tôi nhiều, nên tôi đã đánh liều mình làm thân. Chỉ xin được chôn cất người thôi, tôi sẽ không thể được. Tên giặc tư hại phải bị biêu đầu làm gương, đó là luật lệ của triều đình xưa nay. Tôi chỉ nghĩ làm người sống sao cho phải đạo, còn luật lệ như thế nào đó là chuyện của vua quan. Đúng, nàng nói đúng. Những lời yêu cầu của nàng ta sẽ xét lại, còn bây giờ mời nàng cùng ta nhập tiệc. Không, Thủy Kiều, nàng nên nhớ đội quan tổng đốc hiện giờ nàng đã có hai yêu cầu: muốn chôn cất chồng được toàn thây, về quê xưa thăm cha mẹ già. Mọi chuyện hãy chiều đội quan tổng đốc. Trời, tàn nhẫn quá. Nhớ đó, tổng đốc muốn gì được nấy thì nàng sẽ được hai yêu cầu. Nàng Kiều, rượu ngà say, đêm nay ta thèm thèm nghe tiếng hát, thèm nghe thiên đàn. Vậy nàng hãy đàn, hãy hát nhân ngày ăn mừng chiến thắng của ta. Phải đâu, đàn đâu? Bấm ngài, đàn đây. Bảo đàn đi. Đàn. Một mình không
sáng nối tiếp cung đàn, tiếp tiễn chàng về nơi ấm cần, tiếp liêm hồn theo năm đầu ngón tay nhỏ máu, để trôi từng bậc cung thương gió thảm you
Thưa đại quan. Phụ quan, dặn nhà tôi hãy thu xếp kín đáo êm đẹp chuyện này. Người cũng biết nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên ngắm xuống, người ta trông vào, phải tuồn chắc gió hay sao? Sự này biết tính thế nào được đây? Nàng Kiều, nàng Kiều, ta rất xót thương thân phận của nàng. Ta là quan cao nhất của triều đình, gọi dân như là con đẻ, lúc nào ta cũng lo hạnh phúc cho con chứ. Vậy hôm nay ta thay mặt cha mẹ nàng đứng làm lễ chủ hôn cho nàng cùng thổ quan hầu cận của ta. Bao người thân yêu đã trôi nổi nhớ dòng.